Chào các bạn. Rất vui hôm nay Hoàng Gia Chấm Hương chúng tôi có điều kiện về thủ phủ đá cảnh ở miền Bắc để chuẩn bị các cái sản phẩm tham gia triển lãm Suzuki ở Bắc Ninh vào đầu tháng riêng, đầu xuân. Từ ngày mùng 10 đến ngày 25 tháng 1 âm lịch. Thế thì hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn cận cảnh số cái máy cắt đá lớn để cho các bạn coi. Đây các bạn nhìn này, những cái phiến đá không nổ này rất to đúng không? Hay là những cái khối đá như kia cả. Đấy, cao đến 7-8 mét, nặng đến 50-100 tấn. Đấy, hay là những cái khối này. Thế thì những cái máy cắt mà nhỏ thì không thể để làm nổi, và sẽ phải có các máy cắt chuyên dụng để có thể cắt pha được những cái phiến đá lớn ra, xong từ đó mấy các dòng máy nhỏ, máy cầm tay mới có thể làm nổi. Đây ở cái khu này anh em có một cái máy cắt cũng khá là to. Đây là anh em cắt chân đun. Đây là chân đun. Đây, đây là có chân đun. Chân đun để làm bàn ghế đá hoặc là làm kệ để kê. Đấy. Đây là đá xanh. Đấy, phôi. Cái phôi này là phôi làm bàn. Đây, đun, đun này đá hồng. Wow. Cùng nhau vụt cuộn. Bên này thì là đôn làm thô rồi, chưa lấy, chưa đánh màu. Cục này là cục cạch vân hồng trắng, có cái điểm xanh. Anh em đang chuyển lên. Đây, đây các bạn nhìn máy ấy. To. Đây. Tôi đứng xa xa, tôi zoom cận cảnh. Nói các bạn vẫn nghe được. Đến gần nó ầm lắm, không nghe được. Đấy, anh em phải ngồi cái lên để tạo đối trọng, ép cái lưỡi xuống đấy. Các bạn thấy làm nghề vất vả không? Nên bác nào có nhu cầu thì cố gắng tạo điều kiện để cho anh em có công ăn việc làm nhá. Đấy. Tùy cái kích thước đá nhá, thì cái máy, cái lưỡi xẻ nó sẽ là cái lưỡi kích thước đường kính khác nhau đấy. Cái lưỡi này tôi đang nghĩ đường kính chắc rơi ở khoảng tầm 80 phân đến 1 mét cái đường kính lưỡi. Để cắt xong. Xẻ tiếp cái phiến còn lại. Thank you.
Thực ra là những clip này tôi quay để cho anh em gọi là trải nghiệm một chút về nghề đập đá thôi. Đây đập đá được khuyến khích nha. Xong sửa xong mạch thứ hai rồi đó. Rồi. Ok. Rồi. Quay khúc cắt vậy thôi. Quay nhiều các bạn nhỉ. Bây giờ tôi sang giới thiệu cho các bác một số các bạn một số các cái phôi đá mà anh em cắt rồi xẻ phôi. Cái khối đó. Đây mặt bàn này. Đây, phôi mặt thô này. Đây phôi. Phôi này đẹp, vừa xanh vừa hồng vừa trắng. Đây là hồng xanh này. Trắng này. Đây vùng vùng mái trắng. Đây bìa. Đây cái phần vùng này xoắn như kiểu là vân của gỗ. Mặt này đẹp này. Cục này đẹp. Nói chung là đá cảnh thì khá là đa dạng. Màu dẫn được cái là màu sắc cực kỳ đẹp. Và có một cái đặc điểm mà đá cảnh quý, đây là cái tính phong thủy. Các bạn cứ tìm hiểu cái tính phong thủy của đá cảnh này. Chứ không phải là ngẫu nhiên đá cảnh nó đắt đâu. Có thể người ta dùng để trấn trạch hoặc là làm bình phong, rồi làm ở nhiều các vị trí ở trong nhà, kể cả nhiều khi là những bác có điều kiện này, bác ấy chấn trạch ấy, bác chôn cả những cái phiến đá lớn rồi những cái đá nhỏ ở dưới móng nhà hoặc trong nền nhà luôn. Đó. Đấy là do cái này là do thầy phong thủy người tư vấn. Thì đây là một cái ghế đá, ghế này bề ngang từ đây sang bên kia cả. Tôi nghĩ chắc phải rơi tầm 3.5-4 mét, khá là to. Các sản phẩm đá cảnh thì tôi giới thiệu overview thôi, còn về chi tiết thì có thể là giai đoạn tới hàng chuyển về showroom ở dưới Hà Nội có nhiều cơ hội thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Chứ còn lên xưởng thì thứ nhất là về cái không gian nó cũng không được được sạch đẹp ấy, nhìn nó bừa bộn, nó lộn thuộn, thì chỉ giới thiệu dạng overview được thôi để các bạn thông cảm. Thế còn các nội dung về giới thiệu chi tiết, ví dụ như quả cầu hay là các cái tác phẩm đục, hay là các cái dòng decor, dòng ý nghĩa nó như nào thì có thể sẽ làm nội dung chi tiết ở showroom, nó sẽ thuận tiện hơn các bạn, nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đó. Thì ở đây cũng chỉ là một cái khu tập kết đá thôi, chứ còn nhiều khu như này là một. Thứ hai nữa là đây không phải là cái khu khai thác. Đây là cái khu sơ chế và chế biến rồi. Còn khu khai thác thì nó ở nơi khác. Đây, mặt này chắc anh em tính là làm mặt tròn. Đây khối này thì là vừa màu nâu, mặt nâu này. Đây, cái vùng này có vân xanh vàng này. Đó. Thì dạng tới là Hogita chúng tôi cũng sẽ triển khai đá cảnh, các sản phẩm của đá cảnh
song song với các sản phẩm của Trầm Hương và showroom giới thiệu sản phẩm sẽ ở Hà Nội, dưới Thanh Trì Hà Nội. Thì nếu các bạn có nhu cầu hoặc các bạn quan tâm muốn tham quan thì mời các bạn xuống dưới Thanh Trì Hà Nội, xuống dưới showroom của chúng tôi thì để các bạn có thể trực quan ngắm các sản phẩm. Và nếu các bạn có yêu cầu về triển khai cho các bạn các dòng sản phẩm như nào thì có thể chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Đây là một cái này là phản nguyên khối cao chắc tầm khoảng 6-70 phân gì đó. Đó, rất hoành tráng đúng không? Kia là ghế. Đó, một cái ghế dài, ghế băng đấy. Ghế này ngồi chắc phải tầm 7-8 người ngồi thoải mái. Kia, còn kia là mấy cái khối đá thô, to. Chiều cao mỗi cái chắc phải tầm 6-7 mét. Nặng vài chục tấn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.